Ok vô rồi. Hello, good morning. Ok. Cái này nó sẵn sẵn Trời ơi, đẹp rồi đó. ok. Ok. Good morning, chào tất cả mọi người, chào Việt Nam. Chào tất cả mọi người. Thôi mình nói chuyện vui vui. Đây thì mình thấy những cái không phải là tổ chức mà mình nói là một cái nhóm người nho nhỏ ở bên nước Mỹ hoặc là ở nước Pháp hoặc là ở bên Canada, thì hầu như họ nhóm lại, họ leo live stream, họ hay than phàn và có tính cách là phỉ báng Việt Nam mình, rồi chống, nó gọi là chống chống sao Cộng hòa sau sau tiếng Nghĩa ra đi, nó đại khái vậy. Nhưng mà họ lấy một cái tiêu đề rất là buồn cười là đòi hỏi quyền lợi cho người dân Việt Nam mình để có an sinh xã hội tốt. Thì sẵn hôm nay tôi với anh mình nói quệt tẹt ra cái vấn đề an sinh xã hội cho nó rõ ràng một lần, mà nhớ đi một lần, nói mạch khóa, nó thẳng là mạch khóa an Ok. sinh xã hội nước Mỹ như thế Dạ. nào, để Ok. chi, để đánh tan cái sự mà xuyên tạc của chúng nó. Lần đầu Được. tiên thì tôi gửi đến anh và tôi nói nếu có gì mà sai sót thì anh chỉnh vô hoặc anh thêm Dạ chút dạ. vô. Dạ. Thì nó như vậy, thì tất cả những cái diễn đàn hiện giờ ở trong nước hay là ngoài nước tôi không biết, tôi không rành, tại nó hiện lên nhan nhản trên Facebook đó, thì thường thường lại nói là Việt Nam mình an sinh xã hội không có, rồi không người dân, rồi chết chóc bệnh, nói chung là tất cái gì mà xấu là nó đưa vô hết Việt Nam mình. Thì tôi mới nhắc lại cho một điều này là ngay tại nước Mỹ an sinh xã hội không tự nhiên mà có, đây nhắc lại một điều nữa, không phải là tự nhiên mà có, anh phải có điều kiện, anh phải, nói chung là an sinh xã hội có điều kiện, anh có điều kiện anh mua thì nó mới bán, đó là một món hàng ngoài chợ giống y chang như vậy thôi. Ở đây an sinh xã hội không phát phi và không bao giờ có chuyện cho không, ở nước Mỹ thì không có cái chuyện gì cho không cả, anh độc thân, anh đi làm, anh nói chung tất tần tật đều phải bỏ tiền ra mua cái điều đó, đúng không anh Lê Phượng? Chính xác Đúng rồi. như vậy. Và trong cái điều kiện bảo hiểm y tế nó có rất nhiều cấp độ, từ số 1 đến số 5, số 6 rồi đó, thấy anh mua ít thì nó lo anh ít, mua nhiều thì nó lo cho anh nhiều, thế thôi, chứ không có chuyện cho không. Nhắc lại điều này là có, ta đã nói là một cái like trước rồi, có nghĩa là trên cái thời quan là không có điều kiện, là không có cái vụ mà cho không. Ở nước Mỹ thì không có cái chuyện gì gọi là phi, phi có nghĩa là cho đó, không có gì cho cả, có nghĩa là Khi như vậy. Rồi anh nói đi, anh nói là xong mà tôi nói tiếp. mình đang sống trong một cái xã hội tư bản này, tư bản thì nó có cái gì anh? Tiền, cả mọi thứ nó ở tiền, nó ra tiền thì đâu ra? Tiền thì tôi không, chính phủ in tiền ra rồi người dân đi làm kiếm tiền, tiền đóng đi làm ra đóng tiền, đóng tiền một cái quỹ rồi quỹ đó mua cái này mua kia, mua an sinh xã hội, mua nhà mua cửa, đóng thuế cho chính phủ ấy. Mình đóng ở đây đóng đủ thứ thuế thì mình có đóng vào trong đó đó thì mai hồi đó mình đóng vào ai, mình đóng vào đâu? Mình đóng vào cho nhà nước, cho chính phủ ở đây thì mai hồi thí dụ họ cần cái gì đó, mình cần cái gì thì họ lấy cái tiền đó ra họ trả lại cho mình. Một cái dạng bảo hiểm, một cái dạng bảo hiểm nhé, thì những cái hãng bảo hiểm tư đó thì nó có cái nhiệm vụ là nó làm ra tiền lời, chứ còn cái hãng, nhưng mà đặc biệt là cái thằng cha cái hãng bảo hiểm của chính phủ đó, thì nó không có nhiệm vụ nó làm ra tiền lời, nó chỉ có cái nhiệm vụ là khâu tiền vô rồi nó bán ra những cái món hàng, đại khái là như vậy. Rõ ràng. Còn những người mà họ nói là mình không qua, mình Việt 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 Kiều mình qua đây mình không phải làm gì cả mà mình vẫn được cái hưởng những cái trợ cấp xã hội, thì là đó là cái này này. Bây giờ mình ở đất Mỹ, mình nói đất Mỹ là một quốc gia rất là giàu có, họ thì yên mình, họ hiện tại bây giờ có nói gì nói họ là một quốc gia giàu có nhất thế giới, họ có rất nhiều tiền bạc, họ có những cái tiền đó thành thử ra họ mới lo được cho cái người dân của họ. Họ lo những người dân gì? Những người mà xa cơ lỡ vận, những người mà Việt Nam mình có là dạng nghèo chẳng hạn, như những người immigrant từ Việt Nam qua nhỏ lớn không làm gì cả, qua đây đến 65 tuổi được cái Medicare Là tiền già rồi đó. lại tiền già rồi rồi lại đó về vấn đề với sức khỏe thì rồi và một tháng cũng tùy nơi họ cho bao nhiêu đó tiền để mà sống.
Tức là tại sao họ làm được như vậy anh? Tại vì họ có tiền đấy, họ rất là Không, giàu. nhưng mà tôi mới nói là ở đây là bảo hiểm nó có điều kiện. Đúng. Những người như vậy, không đi đâu được cả, không có tự do, không có bất cứ một cái gì gọi là tự do cả. Đó. Trong ngân hàng anh cũng không được quyền mở, nói chung là anh nghèo mà anh sẽ mở ngân hàng, anh không được quyền có Thì đúng xe, anh nói chung là tắc tần tật, và anh không được quyền rời nước Mỹ, bởi anh được rời nước Mỹ là anh mất. Bởi vậy tôi mới nói là có điều kiện cả, chứ không phải đơn giản mà đâu, mà anh phải anh qua bên hồi trẻ mà anh bệnh anh hoạn anh không mất sức lao động để tới anh chờ tới 65 tuổi để anh hưởng được cái tiền mình già đó hả, nhiều khê. Và cái tiền đúng già nó không phải rồi. giống y chang như cái khác, anh không được quyền làm một cái gì cả, ngân hàng Đúng anh không được quyền mở, anh không được quyền mua xe, anh không được quyền mua, nói chung tất tần tật, anh phải thể hiện anh là con người khô rách áo ôm màn trời chiếu đất thì nó mới cho anh. rồi. Và cái tiền đó nó chỉ ở trong nước Mỹ mà thôi, anh không được quyền du lịch, anh không được quyền ra khỏi nước Mỹ, qua 29 ngày nó sẽ cắt, chứ đâu phải đơn giản gì đâu đó. Thì Cái đó là cái điểm thứ nhất, cái đó có điểm thứ hai nữa. Nói rõ ràng rồi, nói rõ ràng là nãy tôi nhắc đi nhắc lại hoài là ở đây những cái sự an sinh xã hội của nước Mỹ này có điều kiện, tất nhiên là nó có một sự trao đổi, trừ trường hợp khi anh xin mà anh bị mất sức lao động. Anh mất sức lao động rồi anh làm đủ trò cái là anh tàn tật, anh không làm gì được thì 65 tuổi nó sẽ cho anh tiền già, nhưng trong cái tiền già nó sẽ bị mất, có nghĩa là anh không được quyền mất tự do, có nghĩa là anh không được quyền làm cái gì cả, anh không được quyền có ngân hàng riêng, anh không được nhà quyền nó có sẽ mất. xe, anh nó là như vậy đó. Thì bài học thì bây giờ mình trở lại những người mà những người Việt Nam nhé, ở Việt Nam mới qua không có làm gì cả, tôi nhận được những cái tiền thì cái tiền nó từ đâu ra? Tiền đó thì là con cháu mình đi làm đóng vô đó, nhưng chưa xài tới cái tiền lấy ra đó, chia cho mấy người cả. Chứ còn cái tiền nó không cần, nó chỉ có như vậy thôi. Thì giờ mình quay bây giờ đó là câu chuyện thực sự của Mỹ. Bây giờ mình quay lại cái câu chuyện Việt Nam. Nói chuyện Việt Nam năm 2020 rồi. Thôi bây giờ năm 2020 thì mình biết như vậy. Bây giờ mình trở lại năm 1975. Là cái năm đó là cái chiến tranh Việt Nam chấm dứt bằng cái tháng này nè, 30 tháng 4 nè. Giờ này là bắt đầu anh em mình chạy loạn này. Thì anh biết đến khi mà Việt Nam mà chấm dứt chiến tranh ngày 30 tháng 4 đây. Thì cả cái đất nước Việt Nam, cả ví dụ người Bắc tôi không ở tôi không biết, nhưng mà cả một cái trong Nam này. Cả một trong Nam từ con sông Bến Hải đến mũi Cà Mau nhá. Không có ai làm ra được một hột gạo. Chính xác. Không có ai Và làm được một đây gạo. nghe nói đã vậy thôi, còn bị khi mà đất nước Việt Nam mình hòa bình trở lại, hai miền ra Bắc, thì cái thằng Trung Quốc nó chơi xỏ lá, nó lại đòi Yeah. nợ, nó lại đòi nợ, Đấy. nó làm cho đất nước mình nó càng kiệt quệ hơn, bởi vì với vừa xong chiến tranh rồi. Thôi mình không bỏ, mình bữa nay mình không nói cái gì đó nữa, mà mình chỉ nói vấn đề Đó. an sinh xã hội thôi. Thì tôi nói cho anh Đấy. nghe nè, à, nói như vậy để cho hiểu là ở nước Mỹ này an sinh xã hội nó có điều kiện, nói như vậy để rõ Đấy, chưa, đấy, chứ đấy. không có chuyện cho phi. Trừ trường hợp khi nào anh không có nhà, anh không có cửa, anh nói chung là màn trời chiếu đất là coi như là tận cùng một cái xã hội thì nó sẽ cho, mà mới 65 tuổi nó mới cho nha, chứ không phải qua cái lụm mà tự nhiên dưới cái cho liền đâu, khổ vậy. Rồi Mình nói nói đi cho anh. nghe là cái để mình nói cái chuyện là bảo an sinh xã hội nhá. Không, bây giờ an sinh xã hội là nó có chuyện đó. Bây giờ mình cứ ngừng lại đó. Tôi nói cái chuyện cái bảo hiểm y tế là không, cái an sinh y tế đó. Đó Tôi bây nói giờ là ta tất cả mọi người chúng mình ai cũng có một cái nightmare, nó kêu một cái nightmare là một cái cơn ác mộng về cái tiền đi nhận lương bác sĩ ở đây. Tất cả mọi người tôi biết chắc chắn là như vậy, ngoại trừ những người quá nghèo nhỏ sống ngoài đường ngoài giá, hay là không có tài sản, hay là không có cái gì, không có đi làm, không có xe có cộ, không có một cái tương lai gì cả, thì cái đó mình không có nói tới. Nhưng mà căn bản là những người trung bình, những người có đi làm, có cái nhà mua, có cái nhà để ở, có cái xe để đi, thì là tôi cả quyết banh trong đầu họ là từ cái lúc mà họ bắt đầu có tí tiền cho đến khi họ già 65 tuổi thì bao giờ trong đầu của họ cũng thể nào họ cũng phải có một cái vấn đề lo lắng về vấn đề bệnh hoạn. Nói cho hay nên này, họ tôi nói bắt buộc tôi họ phải đấy. bắt giống anh thì giống tôi cũng vậy thôi, có nghĩa là bắt đầu từ ngày qua nước Mỹ mấy chục năm nay thì cái ngày đầu tiên bắt đi làm thì mình đã mua bảo hiểm y tế rồi, và mua bảo hiểm y tế bằng cách làm một một cái sự là mình mua một cái kiểu như là mua giúp thì bói mình mua để mình ngăn ngừa những cái sự sự việc gì nó có thể nó xảy ra, accident nó xảy ra trong tương lai, chứ mình không phải là mua cho. Nhưng mà nó có bất kịch lý chỗ này, anh đó bỏ tiền vào cái thằng bảo hiểm anh bởi nó giàu rồi, có nghĩa là anh bảo mua bảo hiểm mà không bao giờ anh dám bệnh không bao giờ dám bệnh, nói một cách chính xác là không bao giờ dám bệnh, là bởi vì
Trên nguyên tắc á, bảo hiểm, tất cả bảo hiểm ở nước Mỹ này là đều bảo hiểm tư cả, và tụi nó rất là giàu, giàu kinh khủng, bởi vì nó thu mà nó không có chi, nó thu mà nó không có chi. Nhưng khi anh, khi mà anh đi khám bệnh á, thì cái thằng bác sĩ á, nó sẽ ăn tiền, là nó ăn tiền cái thằng bảo hiểm, chứ nó không phải là ăn tiền mình. Bởi vì những cái Đúng. chuyện nó không, những cái chuyện mà rất là vô lý mà nó ăn thật là cao, là chủ yếu là nó đập thằng bảo hiểm. Nhưng mà mình thì là mình bị chuyện, mình bị lây, có như vậy. Thí dụ anh nhổ cái răng, hoặc là anh bị giá một vết thẹo đại khái vậy, nó chẳng đáng là gì cả, nhưng nó sẽ vũ một cách giá tiền khủng khiếp, mình giật mình luôn. Anh nhổ cái răng á, ở Việt Nam thì khoảng chừng mấy vài trăm ngàn có thể là vậy, nhưng mà ở đây nó tệ lắm, nó tính là tính cả 1.500 đô, đi 1.000 đến 1.500 đô là vô răng, nếu anh không có bảo hiểm là chết. Thì 1.500 đô là gì, nó chủ yếu là nó lấy cái thằng bảo hiểm, thằng chủ bảo hiểm, nhưng mà mình đâu có trả hết, mình đâu, nó đâu có trả hết, nó sẽ chừa cho mình bao nhiêu phần trăm, 20%, 30% là chết mẹ mà rồi, đừng coi như là tốn mấy trăm đô rồi đó. Anh biết không, khi mà mình hồi đó đi làm đấy, những người nhập cư như tụi mình đi làm đó, thì là khi mà mình bị mất việc đó, trong cái cuộc đời đi làm của mình đó, Đúng rồi. thì cái ám ảnh ghê rợn nhất của người ta đó là đến khi mà mình không có việc làm nữa đó, thì mình không còn bảo hiểm y tế nữa thì cuộc đời mình sẽ ra sao, thằng nào cũng sợ cả, thằng nào cũng phải ráng bảo vệ cái việc của mình để mình ở trong đó, đặng chi vậy, đặng mình có bảo hiểm y tế. Một mình anh độc thân không có gì, anh có vợ có con anh nhóc nhóc nó lớn lên, anh không có cái bảo hiểm y tế, nó đuổi việc anh là anh coi như là anh mà không có việc đó là anh không thể nào anh mua được cái bảo hiểm y tế cho gia đình anh cả. Đúng, đúng, Người nó ta có phải một cần, cái, nhiều khi mình gặp như rất nhiều trường hợp đó, rất nhiều trường hợp ở California người ta phải cắn răng người ta đi làm, người ta giữ bảo hiểm đấy. đây có một câu chuyện mà tôi nói với anh hôm trước rồi, nhưng mà giờ tôi nói lại, có nghe đây là ở đây cái bảo hiểm y tế nó quan trọng và nó không quan trọng. Nó quan trọng ở chỗ này, những người Việt Nam mình rất là lo xa, và hầu như cái bảo hiểm y tế nó ép con người ta phải đi làm. Đây nè, cái thời của tôi với anh mua cách đây mấy chục năm á, thì cái bảo hiểm y tế mà anh vào trong hãng á, mà anh mua cho đông người hoặc là cái company á, thì nó lại rẻ hơn bao nhiêu phần trăm của nước của ở ngoài. Vì có chỗ mình không có tiền thì mình phải cắn răng mình vào hãng, mình làm đinh chi để mình mua cái bảo hiểm giá rẻ để cho gia đình mình được hưởng, mình vô mình đi cái family. Có nghĩa là như vậy, có nghĩa là anh đi làm thì mới được hưởng cái điều đó, anh không đi làm thì anh mua giá bảo hiểm cao. Cái chuyện đó nó không ép, nhưng mà như vậy để cho anh hiểu rằng nó ép con người ta bắt buộc phải đi vào hãng làm. Đúng rồi, gì nữa, tôi đi vào hãng thăm sinh writer tôi làm thì tôi phải lo, tôi kho vợ cho vợ tôi, ba đứa con, các cái đẻ khái như vậy. Anh cũng vậy, anh đi làm trong hãng hoặc anh làm một cái công ty gì đó, thì cái bảo hiểm của công ty nó mua cho anh giá rẻ, anh được hưởng, thì anh mới lo được cho gia đình của anh. Thì có nghĩa là nó ép anh phải đi làm việc, nhưng mà nó không nói. Nhưng mà mình phải hiểu rằng mình vào hãng mình làm thì cái công ty bảo hiểm thì nó mới bán rẻ cho mình đó, nó ác cái chỗ đó. Thành ra ở đây bảo hiểm là do mình bỏ tiền mình mua chứ không ai cho cả, nó hẳn là như vậy. Nhưng mà những cái đám bên này nó tuyên truyền rất ư là bậy bạ, nó nói qua đây là ăn không nằm ngửa không, mà chị tự nhiên có tiền xài rồi xong là tự động là vô nhà thương. Nói chuyện tào lao, ở đây tao nói mà nước Mỹ không cho ai một đồng cả, một cắc gì cả, chỉ có cái điều anh tự lực cánh sinh ra thôi, đừng có tào lao. Ở đây là có hai hàng già ở bên Mỹ nè, chứ không phải ở Việt Nam đâu, mà đừng có xuyên tạc. Ở đây là Nói có nghe lai, đây là còn bây giờ mình nói nói, tôi nói cho anh nghe và để nói hết cặn kẽ cái bảo hiểm đi y tế đi, rồi xong rồi mình chuyển qua cái vấn đề trường học. À, nói một cách khác càng nữa, trong bảo không được hiểm y tế không nó không có được nhiều cái level. Anh nói sao, anh nói cái vụ gì, cái tôi đang bị cái echo đập đi đập anh giật lại hai ra, lần. anh giật ra, anh gắn ra lại, anh giật cái phone, anh giật cái earphone ra, gắn ra lại, nghe rõ không, nghe được không? Nghe được chưa? Nghe được không, hay là còn lặp lại không? Ok. Nghe rõ chưa?
nghe tốt rồi, không có eco nữa. Rồi ok, rồi để tiếp tục. Có nghĩa là như vậy, có nghĩa là ở nước Mỹ này bảo hiểm y tế không có câu chuyện No, mà phi, không có câu chuyện phi.